Trong tuần qua, vụ việc chữ ký trên các cuốn sách bản giới hạn The Philosophy of Modern Song của nhạc sĩ kim ca sĩ người Mỹ Bob Dylan được bán ra không phải chữ ký viết tay mà là chữ ký in đã trở thành tiêu điểm. Người mua những cuốn sách phiên bản giới hạn có giá là $600 không hài lòng khi họ nhận ra trên thực tế quyền thoại âm nhạc Mỹ Bob Dylan đã không tự tay ký tên mình vào cuốn sách phiên bản giới hạn. Ngay sau đó, nhà xuất bản Simon & Schuster đã xin lỗi và cho biết người mua sẽ được hoàn tiền. Ca sĩ Bob Dylan cũng đã có động thái phản hồi về sự việc. Ông nói rằng việc sử dụng chữ ký tự động xảy ra từ năm 2019 khi ông bị chóng mặt và trong suốt thời gian xảy ra đại dịch. Ông không thể nhờ nhân viên hỗ trợ việc ký tay mà ông đã thực hiện trước đó. Giờ đây, khi sự việc được đưa ra ánh sáng và gây tranh cãi, nam ca sĩ quyền thoại tỏ ý hối tiếc và mong muốn sớm giải quyết hậu quả. Diva Maria Carey đã trở lại rực rỡ sau 7 năm vắng bóng trong cuộc diễu hành vào ngày lễ tạ ơn Macy hàng năm lần thứ 96. Tuy nhiên, những người hâm mộ đã chỉ trích cô hát nhép lộ liễu trong sự kiện này. Trước hàng ngàn khán giả ở New York, Mỹ, nữ ca sĩ 52 tuổi được mệnh danh là nữ hoàng Giáng sinh xuất hiện xinh đẹp trong chiếc váy hồng nổi bật, đội vương miện lấp lánh biểu diễn ca khúc kinh điển All I Want For Christmas Is You. Màn trình diễn được dàn dựng công phu bao quanh bởi các vũ công trong trang phục diễu hành đậm chất Giáng sinh. Đặc biệt, cặp song sinh của nữ diva cũng xuất hiện để nhảy múa phụ quà cho cô trong tiết mục này. Tuy nhiên, danh ca nổi tiếng bị chỉ trích hát nhép trắng trợn khi người hâm mộ nhận thấy giọng hát của cô nghe cực kỳ trẻ trung và không tì vết, rất giống với phiên bản được thu âm của ca khúc năm 1994. Để đáp lại những bình luận này, bạn trai Brian Tanaka của cô nhận xét đây là màn trình diễn hay nhất trong năm. Ca khúc All I Want For Christmas Is You của Maria Carey được nghe lại nhiều nhất và được bình chọn là một trong những bài hát về Giáng sinh hay nhất mọi thời đại. Ca sĩ Jennifer Lopez mới đây đã thông báo rằng dự án âm nhạc mới This Is Me Now của cô dự kiến sẽ phát hành vào năm 2023. Đây là nỗ lực toàn diện đầu tiên của nữ ca sĩ sau 8 năm không phát hành album nào. Trong video được nữ ca sĩ Jennifer Lopez chia sẻ, người hâm mộ được thấy cô trong kỷ nguyên This Is Me Then, cô của 20 năm trước, biến thành Jennifer Lopez ngày nay. Bản thông báo cũng nói về sản phẩm mới của Jennifer Lopez theo một cách đầy hứa hẹn, ghi lại hành trình đầy cảm xúc, tinh thần và tâm lý mà cô đã trải qua trong 2 thập kỷ qua. Đây sẽ là một dự án chân thực và sống động về mặt cảm xúc, không giống như bất kỳ dự án nào mà cô đã sản xuất trước đây. Các bản thu âm cũng được mô tả là đề cập đến các chủ đề về tuổi thơ khó khăn của ca sĩ, những mối quan hệ không thành công của cô và hành trình tình cảm đáng kinh ngạc mà cô đã trải qua. Nữ ca sĩ gần đây cũng chia sẻ rằng album sẽ là tác phẩm trung thực nhất mà cô từng làm và cho biết hy vọng của cô đối với album là tạo ra một thế giới đồng điệu với âm nhạc với tâm điểm là tình yêu. Mới đây, ca sĩ Jungkook của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã nhận được tấm bảng Melon Music Awards 2022 vì hoạt động nghệ thuật xuất sắc và tác động tuyệt vời của anh với tư cách là một nghệ sĩ. Giải thưởng MMA Plaque của nam ca sĩ Jungkook có khắc tiêu đề Giải thưởng nghệ sĩ vĩnh cửu, Giải thưởng nghệ sĩ mãi mãi được trao cho nam ca sĩ theo xác nhận của tài khoản chính thức của Melon, nền tảng phát trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Cuộc bỏ phiếu cho giải thưởng Plaque được tổ chức vào tháng 10, trong đó chỉ top 10 nghệ sĩ có nhiều phiếu bầu nhất sẽ được trao giải thưởng bởi MMA 2022. Thành viên ban nhạc BTS Jungkook đã tích lũy được tổng cộng 62.188 phiếu bầu, xếp hạng trong top 7. Danh hiệu nghệ sĩ vĩnh cửu của Jungkook đã được chọn từ bài phát biểu gần đây của anh tại The Fact Music Award 2022 rằng anh sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành nghệ sĩ vĩnh cửu của khán giả. Thành viên của BTS đã luôn đề cập kể từ khi ra mắt rằng anh muốn trở thành ca sĩ mãi mãi và là ca sĩ mà mọi người có thể tự hào.